Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhưng giá xuất bán sản phẩm lại giảm, đã khiến cho nhiều người chăn nuôi phải bỏ nghề. Và trước tình hình đó thì một nông dân ở Thái Nguyên đã biết nắm bắt xu thế sự thay đổi của thị trường và lựa chọn phương pháp chăn nuôi an toàn, tiết kiệm chi phí. Nhờ vậy mà sản phẩm gà và trứng gà của anh vẫn có chỗ đứng trong thị trường và mang lại lợi nhuận lớn. Chứng kiến rất nhiều những bài học thất bại từ việc chăn nuôi ồ ạt, gà rớt giá trước đó, anh Tuấn đã tính toán một phương án chăn nuôi bền vững, đó là nuôi gà an toàn, bán chăn thả. Với nguồn thức ăn tự nhiên cùng môi trường chăn nuôi lành mạnh, đảm bảo cho đàn gà vừa đủ dinh dưỡng lại được phát triển tốt nhất, không sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi. Từ đó anh Tuấn đã lấy được niềm tin của khách hàng, sản phẩm cung không đủ cầu. Để cho khách hàng có độ tin tưởng về các sản phẩm của mình thì trước tiên mình phải làm theo đúng đúng tâm. Cái tâm của mình làm sản phẩm phải sạch. Còn để mà cho cơ quan pháp luật người ta giám định cái việc đấy thì anh đã làm giấy tờ Việt Gáp. Nếu như trứng gà thông thường có giá bán từ 1.800 đồng đến 2.000 đồng một quả thì với sản phẩm trứng gà an toàn, chất lượng, anh Tuấn bán trứng với giá từ 3.000 đồng một quả. Với những tính toán hợp lý và nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, sản phẩm của trang trại luôn được khách hàng chờ đón, mang về cho anh Tuấn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Vâng, bà con quan tâm đến kinh nghiệm mà nuôi gà an toàn thì có thể liên hệ anh Đinh Văn Tuấn theo địa chỉ xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được từ tổng đài 1900 6145. Một câu hỏi của khán giả Trần Thị Vân có số điện thoại 0978 3 số cuối 215 ở Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội. Khán giả có hỏi là có 2 mẫu rưỡi ao sâu 1m3 có nước ra vào và nuôi 700 con cá chấm, 2.000 con cá chép và 1.000 con cá trôi. Cá mè tàu thì 100 con, hiện nay thì cho ăn thóc và cắm bột, cá ăn kém nổi lên mặt nước. Cho dùng oxy và thuốc chống sốc, xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào. Và khán giả thì cũng hỏi thêm là thuốc oxy làm cháy đám cỏ thì thuốc này có phải là thuốc thật hay không? Xin được mời chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Tôi nói rằng cái chỗ chị Vân thì chắc tôi trả lời hơi nhiều. Chị Vân ở Ứng Hòa và mấy mà tôi cũng đến giảng ở Ứng Hòa thì 3 buổi, Ủy ban Nhân dân. Nhưng mà các chị phải nói thế này, đối với hơn 3 mẫu ao mà chị thả lên đấy cá là đủ rồi. Nhưng mà tại sao nó cũng thế? Thì nguyên nhân như thế này chị phải hiểu được. Cái cách nuôi mà tôi nhắc lại, hôm nay tôi lại nhắc lại thôi chứ không có gì. Ví dụ con chấm cỏ, là chị cho ăn phải ăn cỏ, nó chỉ 20-30%, tức là một tạ chấm cỏ ăn một ngày 20-30 cân cỏ. Thế còn cá chép và cá trôi thì ăn cám với ngô. Nhưng cá chép này phải cho ăn thêm khô đỗ hay đậu tương hoặc là bột cá thì cá chép lớn được, còn không không lớn được. Thì cho nhiều xuống có khi chỉ có thóc mới lại cám bột mới lại các thứ vào, có khi cá chép không ăn, ngay cá trôi nó cũng ăn một ít thôi, nó cũng đòi hỏi có cái làm lượng đạm nhất định. Nó ăn nó thối nó sinh ra nước bị bẩn. Thế cá nổi đầu thiếu oxy. Thế bây giờ vẫn muốn nguyên nhân này. Thế còn dùng là thuốc chống sốc, tôi đã hẳn mấy cái đấy. Tôi đó hôm nay tôi với tư cách là chuyên gia, thôi các anh nào bán thì dẹp cái thuốc đi. Làm gì thuốc oxy, cá nó đang do nguyên nhân thì thừa thức ăn nó lên nó chết. Còn chống sốc, chống những cá nào nó chống sốc được cái chuyện đó. Tôi làm nghiên cứu gần 50 năm nay chưa bao giờ tôi nghĩ là chống sốc, chống gì. Còn oxy, anh cho oxy, hạt oxy các thứ xuống thì còn được, nhưng mà với cái ao là 3-4 mẫu thì cho oxy bao nhiêu cho vừa, tiền cái thuốc cho nó là oxy, tức là nước oxy già cho xuống cũng được. Đấy, thường này là dùng nước oxy già. Thứ hai thì tốt nhất là anh làm cho đơn giản nhất, bà con chú ý nó, chị Vân nhớ cho tôi là chị khó dùng cái quạt nước. Đấy, 3-4 mẫu chị phải 2-3 cái quạt 4 cánh quạt nước. Đấy, không nếu không quạt nước nó hỏng thì phải có máy bơm lên để đẩy khí độc lên bay khí nước. Chứ còn chị thì mua cái chống sốc thì tôi nói cái này thì tôi nói nó cũng hơi căng, mấy anh bán thuốc là hơi khó chịu, nhưng mà cái này nó không thể giúp cho bà con làm được cái gì cả. Thế cho nên là tôi nói tóm lại, chị cho ăn đúng cái lượng của gà ấy, là cho cá chấm cỏ thì phải ăn cỏ, cá chép cá trôi là cho ăn cám ăn ngô, nhưng mà phải có thêm
thêm cái bột cá hoặc là đậu tương hay là khô đố là phải ăn cho nó đủ, cái đấy là trong ấy có nói rồi. Thứ hai là chị phải có ba mẫu ao đấy. Ba mẫu ao bây giờ là tính là bao nhiêu, một là 10.000 khối tức là 1 hectare, ít nhất chị phải có 2 cái đến 3 cái quạt để quạt để đẩy khí độc lên và cho oxy hòa tan trong đó. Nếu trường hợp máy quạt không có thì cũng phải có dùng mấy máy bơm, ban đêm 12 giờ đêm là bơm nước lên để đẩy khí độc lên và hòa oxy trong nước đấy. Đấy phương pháp. Tôi còn chống sốc với oxy không cần thiết, tôi nói là không cần thiết chứ tôi cũng không phải là cấm, nhưng không cần thiết. Đó là chúc các khán giả xử lý thành công. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề với những tư vấn vừa rồi ạ. Khán giả Nguyễn Thị Nga có số điện thoại 0978 3 số cuối 207 ở Hàm Yên, Tuyên Quang có hỏi: gà 50 ngày tuổi hôm trước đi phân ngoài màu trắng loãng, tóe nước, mắt có sùi bọt và toét mắt, mắt có gì? Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Xin mời chuyên gia Liên Hương ạ. Vâng, kính thưa khán giả, nếu mà cái hiện tượng như chị miêu tả mà lại kèm theo uống nước nhiều thì chúng ta nghi ngay đàn gà này mắc bệnh Newcastle. Đấy, thì nhiều khả năng là có thể nó có Newcastle nếu mà chúng ta phòng không đầy đủ hoặc chưa phòng. Thế gà 50 ngày thì chúng ta phải tiêm vaccine Newcastle rồi. Còn nếu trường hợp chúng ta chưa tiêm phòng mà chúng ta chỉ cứ nhỏ Lasota thôi. Nhiều khi tôi hỏi ra thì khán giả vẫn cứ nói là tôi dùng vaccine đầy đủ, nhưng hỏi kỹ thì chỉ có nhỏ thôi, nhỏ mũi nhỏ mắt. Thì trong cái giai đoạn gà nhỏ thì chúng ta nhỏ, nhưng mà đến giai đoạn tiêm là chúng ta phải tiêm thì cái đáp ứng miễn dịch nó mới dài, nó mới bảo hộ được với cái bệnh đó, chứ còn nhỏ không thì không xử lý được. Đấy, chính vì thế cho nên đàn gà này theo tôi thì khán giả cần thiết là phải tiêm lại vaccine Newcastle. Hãy mua vaccine nhược độc đông khô và dùng cho toàn đàn, liều lượng cách dùng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, và chúng ta bổ sung ngay men tiêu hóa và vitamin để nâng sức đề kháng cho gà. Thế còn cái hiện tượng sùi bọt ở mắt ấy, thì cũng có thể nó ghép với E. coli. Thế nhưng mà đàn gà khi mà chúng ta đã dùng vaccine, nhiều khi nó có cái đáp ứng miễn dịch vừa đặc hiệu vừa không đặc hiệu, nó nâng sức đề kháng lên kết hợp với việc chúng ta bổ sung men tiêu hóa và vitamin thì nó cũng kiểm soát rất tốt những cái vi khuẩn thông thường. Chính vì thế cho nên là đôi khi chúng ta cũng không cần phải dùng đến kháng sinh, bệnh vẫn cứ khỏi. Đấy, bởi vì nó có vi khuẩn kế phát, thì bình thường thì chúng ta vừa dùng vaccine, chúng ta vừa dùng một vài cái kháng sinh thông thường để chúng ta kiểm soát những cái vi khuẩn, ví dụ như là nó là E. coli như tôi vừa nói đấy, nó gây nên hiện tượng sùi bọt ở mắt. Đấy, thì chúng ta nếu mà thấy dùng men tiêu hóa, vitamin và vaccine thấy đàn gà nó ổn định dần, nó giảm triệu chứng thì chúng ta không dùng kháng sinh. Thế còn trường hợp những con yếu mà mắt nó vẫn cứ sùi bọt, vẫn cứ mắt nó vẫn cứ toét đấy, khán giả nói toét nhèm ra đấy, thì chúng ta tức là nó có nhiều các cái rỉ mắt, thì lúc đó chúng ta mới phải dùng kháng sinh. Thì nếu mà cần thiết thì chúng ta chọn riêng những cái con mà có triệu chứng về mắt đó, chúng ta chọn riêng ra để chúng ta dùng kháng sinh điều trị cá thể cho những con đó thôi. Thế còn toàn đàn thì chúng ta cứ bồi dưỡng vitamin, men tiêu hóa là ổn định. Thế còn những đàn gà mắc bệnh thì bao giờ chất thải của nó cũng chứa mầm bệnh. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải cách ly đàn gà với môi trường. Tất cả những các cái chất thải từ phân cho lông cho đến rác chúng ta thu gom và xử lý theo quy định, tốt nhất là chúng ta đốt. Còn không chúng ta phải chôn thật sâu xuống dưới vườn để chuột nó không đào lên được, nó không gây phát tán cái mầm bệnh ấy sang các cái khu vực khác. Thế và chúng ta phải vệ sinh khử trùng. Đấy, đấy là những cái biện pháp tổng hợp để giúp cho đàn gà bình phục nhanh và không lây lan dịch bệnh. Và chúc khán giả xử lý thành công. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Liên Hương với những tư vấn vừa rồi.